Hiểu lầm cái gì? Chứ không phải khi mà người đàn ông thấy người yêu của mình nói chuyện với người đàn ông khác thì sẽ ghen hả? Có ghen luôn hả? Ủa chứ anh không ghen hả? Anh thấy bình thường mà. Dám cho bạn gái của mình đi chung nguyên đám trai 2 ngày một đêm, tôi thấy họ cũng ghen. Bình thường mà, có sao đâu. Vậy hả? Không có tiếc nha. Tôi vẫn dẫn ý định cua mi đó. Cứ làm theo ý của ông. Dù hoa đã có bình rồi, tôi vẫn đập vỡ bình để lấy hoa đó. Cái thằng khốn này. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Khi mới gặp lại nhau cho nên mới nói. Thiệt là nhiều như vậy đâu. Chứ làm sao. Nhưng mà cái ổng mặt ổng cứ đơ đơ đơ, khó chịu muốn chết luôn. Tôi nghĩ là chắc là ổng chỉ lạnh lùng vậy thôi à. Phải không? Tôi cũng nghĩ vậy. Theo tôi thấy nếu là đàn ông mà thấy bạn gái của mình đi chơi với người đàn ông khác, chắc chắn người ta sẽ nổi cơn ghen đùng đùng luôn á. Chắc chắn luôn. Như bà thấy ông Quốc đó, chỉ cần mà thấy tôi đó đi với người đàn ông khác uống cà phê á. À, uống cà phê gì á? Có đi uống cà phê với ai đâu. Giỡn. Ủa sao anh đi vô phòng người ta không chịu gõ cửa, tự tiện quá vậy? Lỗi mi. Em đó nha, để anh mà phát hiện ra đi uống cà phê với ai đi chết với anh á. Toán thấy chua, chua gì á mà ghen rồi đó. Sao ông đâu ra xuất hiện bất thình lình quá vậy? Mà ghen kiểu ổng vậy cũng hơi mệt mỏi quá ha. Mà tôi không hiểu sao hả, tôi có thể chiều được cái tính ghen của ổng luôn á. Bé Phương mời anh đi ăn cơm. Em thấy cho nó ăn được. Rồi anh có đi không? Anh giỡn mà. Anh từ chối rồi. Nè, bây giờ có ông thằng ghen đứng đây. Cái mặt em với mặt ông thằng ghen giống nhau dữ lắm ha. Giống gì mà giống. Thù dắt, giỡn vậy nữa hả? Nhưng mà trưa nay anh có làm gì không? Mình đi ăn cơm trưa chung với nhau không? Cũng được, trên anh rảnh mà. Vậy ha. Tí nữa gặp anh nha. Em đi trước. Ủa, Diễm My. Ô, trời ơi. Xinh như xưa, không có khách nào hết trơn á. Đi đâu đây? Anh Thiện, lâu quá không gặp anh. Em tạm thời em làm ở trong đây nè. Nói chung á là câu chuyện của em nó dài dòng dữ lắm. Ủa, còn anh tới đây khám bệnh hả? À không, anh tới gặp người quen. Ông làm khoa nội ở đây nè. Trời ơi, mà lâu lắm rồi ha. Chắc là anh gặp em vui quá trời mà. 3 năm rồi, từ lúc mà anh về đến giờ chưa gặp em lần nào luôn đó. Dạ, ông quên, anh Thiệt, qua đây em giới thiệu. Đây là anh Sĩ, bạn trai của em. Chào anh, tôi là Sĩ. Tôi là Thiện. Bạn từ thời cái trường 80 với My. Ồ, vậy hả? Em biết, anh thương em. Sao em bỏ anh vậy? Em bỏ anh múc mèo cho ai đây? Anh Thiện, tại mấy anh em thân từ nhỏ tới lớn cho nên anh hay giỡn vậy lắm. Chắc là giỡn. Giỡn chắc luôn á. Thôi thôi, bỏ qua đi, giờ em rảnh không? Anh em uống cà phê, lâu lắm rồi đó.
Ôi mà tới giờ ăn trưa luôn rồi. Em ăn trưa luôn không? Em ăn cái gì anh mời? Không no không về được không? Ừ? Dạ ăn trưa, trưa nay em có hẹn rồi. Ủa hẹn với ai? À hẹn với bạn trai phải không? Chúng ta đi chung luôn. Anh đồng ý không? Ừ vậy cũng được. Ờ đồng ý rồi đó, không có từ chối nha. Được hả? Được. Vậy em đi trước, tí nữa gặp nha. Dạ. Gì vậy? Nhìn kìa. Thì sao? Tôi thấy bắt đầu có một đối thủ cứng cựa đó nha. Ê, ông phải cẩn thận. Có thấy ghen chưa? Ghen hả? Ừ. Ồ. Bắt đầu có chiến thuật để tôi ghen rồi đó. Chiến thuật để ghen là sao? Họ diễn đạt quá ha. Ông nói cái gì vậy? Có nghĩa là kịch bản, đạo diễn, diễn viên Trần Diễm My. Ủa là sao? Đừng quan tâm. Xàm lắm. Dạo này thấy có vẻ hơi gầy đấy anh nhìn phản sinh. À mà nè. Sĩ ông nghe nói là ông biết thời gian dẫn mình. Cái gì? Khách sạn gia đình là số 1 hả? Nghe ở trên phim quá vậy? À, thôi được rồi. Cứ đi chơi vui vẻ, thoải mái đi rồi về nha. Ừ, vậy nha. Bye bye anh. Cái thằng tiến sĩ đáng ghét này. Dám vậy 100% là không ghen. Lần này đi luôn cho mà biết. Ghét thiệt chứ. Hoài nữa trời. Anh Sĩ hả? Em Mai nè. Con My nó để quên điện thoại ở nhà, anh gọi nói gì không vậy? Mai hả? À, chuyện mấy cho My giùm anh cái. My nó đi công đảo rồi, nó không nói anh biết hả? Anh biết rồi. Nhưng không lẽ My không nghe điện thoại được một chút sao? Là sao anh? Anh biết hết rồi. Anh biết cái gì? Thì nói em nói với My là anh đang đứng trước nhà nè, kêu My ra lẹ đi. Nhưng mà My nó đi công đảo rồi. Em nhắn với My là anh đang có một cặp vé mà xem phim My rất là thích. Nếu không ra là trễ giờ nha.
Trời đất ơi, hồi nãy giờ em nói anh không nghe hả? My nó đi Côn Đảo rồi. Anh biết rồi, anh còn biết là My đang ở khách sạn gia đình số 1 ở Côn Đảo. Nhà em nhắn với My á là được rồi, anh ghen rồi, kêu My dừng lại đi, ra đây liền đi, anh cúp máy nha. Trời đất ơi, ông này bị xỉn hả trời? Khó hiểu thiệt á. Còn cái con nhỏ nữa đi không cầm theo điện thoại. Xin gạt anh hả? Vậy làm ơn cho tôi hỏi, ở Côn Đảo có khách sạn nào mang tên là gia đình là số 1 không ạ? À, khách sạn gia đình số 1 ở Côn Đảo đúng không anh? Đúng rồi. Dạ có, em sẽ gửi cho anh số điện thoại khách sạn đó để anh liên lạc nha. Khách sạn gia đình là số 1 xin nghe ạ. Làm ơn cho tôi hỏi, hôm nay á, có nhóm người nào cỡ độ tuổi 20-25 tới nghỉ ở khách sạn không ạ? Dạ có ạ, nhưng mà có việc gì không anh ạ? Có phải nhóm người đó theo đi ăn đám cưới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì bên em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi mới cưới á, nên họ đặt chỗ ở đây. Vậy làm ơn nối máy cho tôi với cho cô Diễm My, khách trong đoàn được không ạ? Ồ, xin lỗi anh, họ đã xuống biển chơi hết rồi, không ai ở đây nữa. Ra biển. Làm ơn cho tôi hỏi, trong đó, trong nhóm đó có bao nhiêu người ạ? À? Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ạ? À? Hình như là 3 nam và 3 nữ. Nhưng mà có chuyện gì không anh? 3 nam, 3 nữ hả? Alo? Alo? Dám cho bạn gái của mình đi chung nguyên đám trai 2 ngày 1 đêm. Tôi thấy họ cũng gan. Bình thường mà, có sao đâu. Vậy hả? Không có tiếc nha. Tôi vẫn giận ý định.